Đồ gỗ Hoàng Hải xin kính chào quý vị và các bạn. Và tiếp tục ở trong những video ngày hôm nay, ngày mùng 8 tháng 3, Đồ gỗ Hoàng Hải xin gửi tới quý vị và các bạn tác phẩm đó là bức tranh Phu thê viên mãn. Đây là một mẫu mới đặc biệt mà bên cơ sở Đồ gỗ Hoàng Hải đã phiên bản này là phiên bản đặc biệt mà bên cơ sở Đồ gỗ Hoàng Hải đã tạo tác xong và vừa được hoàn thiện vec ly theo lối cổ truyền. Bức tranh này được bên cơ sở làm với chất liệu là gỗ chắc quý vị nhé. Với kích thước chiều cao là 39, chiều rộng là 42 cm, được khảm với chất liệu là ốc phân màu báo ngư cực kỳ kỹ thuật đẳng cấp đỉnh cao quý vị ạ. Miếng ván được bên cơ sở tuyển chọn là dày 1,2 cm quý vị nhé. Miếng ván tranh nhỏ như vậy mà ván bên cơ sở Đồ gỗ Hoàng Hải tuyển dày 1/2 là cực kỳ dày đấy quý vị ạ. Gỗ chắc nữa thì với gỗ chắc như vậy là quá dày luôn đấy quý vị ạ. Và trong ngày hôm nay thì quý vị nào mà muốn sở hữu tác phẩm này, Đồ gỗ Hoàng Hải cũng sẽ tri ân để dành tặng tới quý vị các bạn, cũng như là những ai mà muốn chơi những bức tranh này, thay vì tặng hoa cho vợ ngày mùng 8 tháng 3 thì quý vị có thể chơi tặng vợ những bức tranh như thế này, những người phụ nữ mà mình yêu thương, những bức tranh này. Đó, một cái cây hoa hồng rất là đẹp và bên dưới là hai con công tượng trưng cho phu thê viên mãn, tình yêu đôi lứa. Đó, trăm năm tình viên mãn bạc đầu nghĩa phu thê đấy. Phải nói là cực kỳ nghĩa. Các bác nào mà không muốn tặng hoa thì sẽ tặng vợ tấm tranh này thì ý nghĩa và cái sự sang trọng treo trong ngôi nhà đẹp và giá trị hơn rất là nhiều. Chơi tranh này thì quý vị có thể để đến muôn đời sau quý vị ạ. Gọi là tác phẩm đỉnh cao. Và Đồ gỗ Hoàng Hải cũng sẽ báo giá công khai ở cuối video để quý vị có thể nắm được cái giá tốt nhất, cũng như là tri ân trong ngày hôm nay thôi nhé quý vị nhé. Đồ gỗ Hoàng Hải xin dành tặng tới vị khách nào may mắn trong ngày hôm nay sẽ được sở hữu tác phẩm này. Đó, phải nói là một tác phẩm cực kỳ kỹ thuật đẳng cấp đỉnh cao. Được tất cả bên ngoài cũng được làm bằng ốc hết nhé quý vị nhé. Đó, quý vị đang được nhìn thấy là siêu VIP đỉnh cao. Xung quanh là được ở bên cơ sở Đồ gỗ Hoàng Hải làm hoa chấu đồng tiền. Đó, quý vị đang nhìn mặt sau đây, Đồ gỗ Hoàng Hải quay qua mặt sau để quý vị thấy được. Đó, gỗ chắc cực kỳ vân. Đó, gỗ chắc cũ nhá quý vị nhá. Đây là gỗ chắc Lào quý vị ạ. Gỗ chắc Lào chắc cũ. Nên Đồ gỗ Hoàng Hải là đánh là nó đã xuống màu rồi, nên nó hơi sẫm màu đen quý vị nhá. Đó. Những cái đường nét cắt tỉa thì bên cơ sở Đồ gỗ Hoàng Hải làm sẽ toàn là hàng nghệ nhân tuyển chọn rồi quý vị ạ. Nó nhìn lên rất là sống động, sắc sắc nét quý vị ạ. Rất là đẹp. Và bức tranh phu thê viên mãn này với kích thước là cao là 39, rộng là 42 cm, ván dày nguyên tấm là 1/2, đang được bên cơ sở Đồ gỗ Hoàng Hải bán với giá công khai là 6,5 triệu quý vị ạ. Chỉ có 6 triệu rưỡi thôi, quý vị đã được sở hữu một bức tranh gỗ chắc. Đồ gỗ Hoàng Hải xin nhấn mạnh đó là bức tranh gỗ chắc nhé quý vị nhé. Và được khảm ốc cắt tỉa phân màu đẹp như này. Quý vị có thể làm quà tặng cho những người phụ nữ yêu thương trong ngày mùng 8 tháng 3 ngày hôm nay. Và Đồ gỗ Hoàng Hải đang để cái giá tri ân khách hàng. Và xin chào và hẹn gặp lại trong các clip sau. Xin chào.